chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2022. Tối qua, trong khuôn khổ chương trình đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, thành phố đã tổ chức chiêu đãi ngoại giao 24 đoàn đại biểu từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiệc chiêu đãi do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chủ trì. Chính thức với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, đại biểu các nước có dịp thưởng thức những phần trình diễn nghệ thuật đặc sắc mang đậm dấu ấn Việt Nam. Phát biểu mở đầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng về sự thành công của các sự kiện trong khuôn khổ hội nghị đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, đặc biệt là những nội dung được trình bày tại hội nghị thị trưởng. Mong rằng quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương sẽ tiếp tục vững vàng phát triển cả khi thuận lợi lẫn trong lúc khó khăn. Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng kỷ niệm chương đến trưởng đoàn các địa phương quốc tế tham dự chương trình và các đơn vị tài trợ. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàng đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác Nga, Belarus, Philippines trong khuôn khổ chương trình đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2022. Đồng chí Võ Văn Hoàng gửi lời cảm ơn chân thành trước những hỗ trợ kịp thời của Saint Petersburg, Nga dành cho Việt Nam trong đợt dịch COVID-19 vừa qua. Thành phố Hồ Chí Minh rất tự hào khi kết nghĩa cùng hai thành phố lớn của Nga là Saint Petersburg và Moscow. Với lịch sử quan hệ lâu đời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tin rằng quan hệ hai nước sẽ có những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Phó Thống đốc thành phố Saint Petersburg đánh giá cao sự phục hồi mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh sau đại dịch, đồng thời bày tỏ mong muốn dịp kỷ niệm 40 năm kết nghĩa, hai bên sẽ có nhiều định hướng, kế hoạch để quan hệ hợp tác được nâng tầm và chặt chẽ hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân hai địa phương chia sẻ, tìm hiểu cùng hướng tới tương lai tốt đẹp. Đối thoại cùng đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban điều hành thành phố Minsk, Belarus dẫn đầu, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, quan hệ song phương vẫn còn nhiều triển vọng, tiềm năng phát triển, đặc biệt ở các lĩnh vực y tế, giáo dục. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh và Minsk cần xác định rõ các hoạt động thường niên và bổ sung các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Vừa qua, Belarus chính thức mở lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở các lĩnh vực mà thành phố có thế mạnh, từ đó thúc đẩy kinh tế, thương mại hai nước ngày càng hiệu quả hơn. Khi chương trình đối thoại kết thúc, Minsk sẽ bắt tay soạn thảo nội dung các chương trình, kế hoạch còn ấp ủ để triển khai cụ thể thời gian tới. Tiếp đoàn công tác do Phó Thị trưởng Manila, Philippines dẫn đầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Võ Văn Hoàng kỳ vọng Thành phố Hồ Chí Minh và Manila tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế xã hội trong thời gian tới, tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư, đẩy mạnh hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững. Cảm ơn lãnh đạo thành phố đã dành thời gian tiếp đoàn. Phó Thị trưởng Manila bày tỏ vui mừng khi thấy sau dịch bệnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở lại nhịp sống năng động vốn có của một trung tâm tài chính du lịch lớn. Mong muốn sau hội nghị này sẽ có những sự hợp tác cụ thể, chuyên sâu nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn các hoạt động giao lưu, đặc biệt ở lĩnh vực văn hóa giáo dục giữa nhân dân hai nước. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cũng vui mừng chào đón các đồng chí cùng đoàn đại biểu các cấp cao của Lào, Campuchia, Hàn Quốc sang dự sự kiện đối thoại hữu nghị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu khẳng định, trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, hai nước và các địa phương đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động chào mừng ý nghĩa. Thành phố dự kiến sẽ tổ chức đoàn đại biểu đi thăm và làm việc tại các địa phương Lào là Viêng Chăn, Champasak và Savannakhet trong trung tuần tháng 12 tới. Phó Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn, Bukhun Panavon và Phó tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet, Linh Thong Sản Tà Văn bày tỏ niềm vinh dự khi tham gia chương trình đối thoại hữu nghị năm 2022. Các địa phương đều chú trọng việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác thương mại đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và đặc biệt là dự án xây dựng trung tâm du lịch thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn trong tương lai. Chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công các hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2022. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẵn sàng cùng với Phnom Penh đóng góp vai trò tích cực trong việc kết nối các địa phương ASEAN, thúc đẩy đoàn kết, thống nhất, củng cố vai trò trung tâm, nâng cao năng lực tự cường của ASEAN trong ứng phó với các thách thức đặt ra. Ông Huot Hay, Phó Đô trưởng thủ đô Phnom Penh mong muốn tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại, hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Campuchia nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và Campuchia nói riêng, phát triển tốt đẹp trên cơ sở quan hệ song phương và đa phương.
Tiếp đoàn công tác Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu bày tỏ sự trân trọng về sự hỗ trợ trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 và vaccine của hai tỉnh Gangwon và tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian dịch bệnh diễn ra. Hàn Quốc cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5, thị trường nhập khẩu lớn thứ 4 của thành phố. Phó Thống đốc tỉnh Gangwon và Cục trưởng Cục Điều phối Kế hoạch tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc khẳng định, trong thời gian tới, các địa phương của Hàn Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất ô tô điện, năng lượng xanh đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Nằm trong chuỗi hoạt động đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2022, chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã có buổi tiếp xã giao đoàn đại diện một số địa phương Hoa Kỳ, Đức, Úc và Hà Lan đang có chuyến thăm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp xã giao Giám đốc Sở Công Thương Thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Lê Xích Đức, Phó Ủy viên Hội đồng bang Victoria, Úc, Ủy viên cao cấp về Thương mại và Đầu tư khu vực ASEAN, bang New South Wales, Úc, Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý Đô thị Thành phố Rotterdam, Hà Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường nhấn mạnh đây là biểu hiện của tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Các chuyến thăm viếng lẫn nhau giữa lãnh đạo Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong thời gian gần đây là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác càng đi vào chiều sâu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và San Francisco có nhiều bước tiến bộ về đầu tư thương mại. Với thành phố Lê Xích sẽ có những dấu ấn trên lĩnh vực giáo dục, với bang Victoria sẽ có những hợp tác về startup, môi trường và thành phố Rotterdam là những bước tiến trong hợp tác về thương mại và logistics. Đại diện các địa phương đánh giá cao chương trình đối thoại hữu nghị mà thành phố tổ chức, đồng thời cho biết mối quan hệ giữa các địa phương và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có nhiều bước phát triển tích cực dù trong điều kiện dịch bệnh. Những dấu ấn của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh trong phòng chống dịch cũng được các địa phương trên đánh giá cao về bài học kinh nghiệm. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, các địa phương trên cũng cho biết sẽ nỗ lực chia sẻ với Thành phố Hồ Chí Minh kinh nghiệm chống biến đổi khí hậu đang diễn ra. Tiếp xã giao đoàn công tác các tỉnh Nhật Bản, nơi có đông người lao động Việt Nam đang sinh sống, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường hy vọng chính quyền các tỉnh hỗ trợ người lao động Việt Nam và thành phố trong tăng cường lao động tay nghề, từ đó tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp thành phố sau này. Đại diện các địa phương Nhật Bản cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của thành phố và ấn tượng bởi chương trình đối thoại hữu nghị do thành phố tổ chức. Các đoàn cũng gợi mở nhiều lĩnh vực có thể hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Nhật Bản trong thời gian tới, từ đó tạo nên sự kết nối gần gũi hơn giữa các địa phương Nhật Bản và Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, triển lãm hữu nghị Friendship Expo trong khuôn khổ lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh, ngôi nhà của chúng ta năm 2022 thu hút đông đảo người dân, du khách dịp cuối tuần, ghi nhận của phóng viên HTV. Bà Phan Kim Khanh, kiều bào Úc trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau gần 3 năm ảnh hưởng của dịch bệnh, vô cùng bất ngờ trước sự thay da đổi thịt của thành phố và sự nhộn nhịp của các hoạt động lễ hội dịp cuối năm. Sau 2 năm dịch, thì tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng nhiều, nhưng mà rốt cuộc không có ảnh hưởng mà nó phát triển hơn nhiều. Nhiều cái chất đẹp của quê hương mình, thành ra những có thể là quyến rũ được những khách nước ngoài nhiều. Rất là vui và mình cảm thấy là thành phố rất là tích cực trong cái việc mà giúp tạo những cái không gian vui chơi sinh hoạt cuối tuần này để cho mọi người để tụ họp lại với nhau. Cảm thấy là hôm nay đi khá là bất ngờ là vì có rất là nhiều hoạt động và đặc biệt là những hoạt động kích cầu du lịch và có những cái khung viên như thế này để quảng bá du lịch các nước á, thì thấy khá là thú vị. Hoạt động nổi bật nhất trong khuôn khổ lễ hội là triển lãm hữu nghị Friendship Expo với khu triển lãm và quảng bá hình ảnh, các gian hàng trưng bày sản phẩm của từng địa phương nước ngoài. Thông qua ngày hội, tôi mong muốn quảng bá hình ảnh đất nước và con người Ý đến gần hơn với người dân Việt Nam, thông qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai nước. Hy vọng là các bạn trẻ sẽ tìm hiểu thêm về các văn hóa đặc trưng của Trung Đông. Thưa quý vị, lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh ngôi nhà của chúng ta sẽ diễn ra đến hết ngày 4 tháng 12 năm 2022 với rất nhiều những hoạt động phong phú, sẽ là món ăn tinh thần cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh và khách du lịch quốc tế tham quan vào dịp cuối tuần. Triển lãm gửi gắm thông điệp về một Thành phố Hồ Chí Minh hào hiệp, luôn mong muốn làm bạn và tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương, bạn bè quốc tế. We'll be right back.
quý vị, lắng nghe ý kiến nhân dân, xử lý triệt để những vướng mắc sai phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước gây bức xúc trong dư luận. Đó là mục tiêu của quy định 1374 mà Ban Thường vụ Thành ủy đề ra kể từ năm 2017. Qua 5 năm thực hiện, tinh thần 1374 đã được lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị thành phố, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân. Tại Sở Giao thông Vận tải, điều này được thể hiện rõ ràng qua những công trình, quy trình vận hành hiệu quả hơn. Tại huyện Nhà Bè, cây cầu Phước Lộc khang trang, vững chắc đã mọc lên bên cạnh chiếc cầu cũ ọp ẹp. 4 năm về trước, tiếp thu phản ảnh của báo chí, Tổ công tác 1374 Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải đã khắc phục những vướng mắc để sớm thực thi cây cầu. Hồi đó thì cái cầu cũ khó đi, dân chúng phản ảnh có cái cầu mới bệnh hoạn hay gì dễ qua, còn hồi đó đâu có đi được. Rồi cái giờ có cầu mới thì mừng. Tại cảng vụ đường thủy nội địa, giờ đây không còn việc thu phí, thu hụi chết trên sông như những bài phản ánh trước kia. Thay vào đó là hệ thống thu phí online, minh bạch, xuất hóa đơn điện tử. Từ đó đẩy lùi được tiêu cực trong việc thu phí đường thủy, đảm bảo không thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước. Tổ công tác 1374 của Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải cho biết mỗi năm tiếp nhận từ 300 đến 500 tin và bài viết phản ánh về hoạt động của ngành. Để giải quyết rốt ráo, mỗi thành viên được phân công công việc gắn với trách nhiệm cụ thể trong việc thực hiện giải quyết các ý kiến từ nhân dân. Trong những năm qua thì có 5 bài phản ánh về thái độ ứng xử của cán bộ đảng viên, giải quyết thông tin của cả 5 nội dung này. Như vậy thì coi như là đã đạt được tỷ lệ là 100%. Và qua cái việc mà xem xét trách nhiệm của các cái tập thể và cá nhân vi phạm đó là cũng đã phần nào góp phần thực hiện cho cái việc là chúng ta ngăn ngừa những cái trường hợp mà còn nhũng nhiễu, còn tiêu cực với người dân. Mình đi sâu vào mình giải quyết như vậy thì mình cũng minh oan được cho anh em, cho đồng chí, đồng đội của mình, cho đảng viên của mình. Tức là cái phản ánh này nó chỉ mang cái tính hiện tượng thôi, còn đi vào bản chất thì nó không có. Và cái việc đó thì nó cần phải có thời gian để chúng ta làm. Xây dựng, củng cố niềm tin trong nhân dân, sự trong sạch, vững mạnh trong cán bộ, công chức là một công việc không hề dễ dàng. Nhưng đó là những gì mà quy định 1374 mang đến trong 5 năm qua, sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới. Mời quý vị đến với chuyên mục điểm báo. Dù bị ảnh hưởng của tình hình chung, đơn hàng thiếu, nhưng nhiều doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn cố gắng xoay trở để thưởng Tết cho người lao động. Đây cũng là cách giữ chân lao động trong dịp giáp Tết và sau Tết. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Chí Tâm chia sẻ, những tháng cuối năm 2022 do ảnh hưởng tình trạng lạm phát ở nhiều nước khiến một số nhãn hàng hủy hợp đồng, giảm đơn hàng dẫn đến nhiều doanh nghiệp trong nước không có đơn hàng mới hoặc giảm đơn, trong đó ngành chế biến gỗ, da giày, dệt may bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đến cuối tháng 11 năm 2022, tại thành phố Hồ Chí Minh có 155 doanh nghiệp với hơn 50.100 lao động bị ảnh hưởng, khiến thu nhập người lao động bị giảm sút. Dự báo sẽ có nhiều doanh nghiệp không đủ nguồn chi phí để thưởng Tết lương tháng 13 cho người lao động. Lợi dụng người lao động đang sốt ruột tìm việc làm để có thêm thu nhập dịp cuối năm, những kẻ lừa đảo đã tung ra nhiều chiêu thức vô cùng tinh vi để thu hút và dụ dỗ. Những mẻ lưới đó chủ yếu giăng trên các hội nhóm mạng xã hội, từ các công ty đa cấp trá hình hay những kẻ lừa đảo có tổ chức. Công an thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tố giác, không để các đối tượng lừa đảo hoạt động. Người lao động cần tỉnh táo trước những lời chào mời công việc đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lương cao, những công việc muốn làm thì phải ứng tiền trước. Trước thực tế, một số phòng khám đa khoa tư nhân không tuân thủ hoặc tuân thủ không đúng quy định của pháp luật về khám chữa bệnh, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vẽ bệnh, moi tiền là hành vi thiếu đạo đức, đồng thời kêu gọi người dân, nhân viên y tế cùng chung tay ngăn chặn. Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính thức công bố đường dây nóng 0989 401 155 tiếp nhận phản ánh riêng về nạn vẽ bệnh, moi tiền người bệnh. Số điện thoại này do Thanh tra Sở Y tế quản lý. Động thái này mở đầu cho quyết tâm trị dứt điểm các vi phạm của phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài, chủ yếu là phòng khám Trung Quốc. Thưa quý vị, dầu Nga bị nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 và Liên minh châu Âu EU nhất trí áp giá trần ở mức $60 một thùng. Một ngày sau đó, giới chức Nga cảnh báo về những hậu quả của quyết định này.
Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Chính sách Kinh tế thuộc Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, Ivan Abramov cho rằng động thái trên sẽ khiến giá nhiên liệu trên toàn thế giới tăng cao đột ngột do nhu cầu bùng nổ và gián đoạn chuỗi cung ứng. Đồng quan điểm, Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục tìm khách hàng có nhu cầu mua dầu. Cơ quan này đồng thời nhấn mạnh các bước đi như vậy chắc chắn sẽ khiến bất ổn gia tăng và áp đặt chi phí cao hơn cho các khách hàng cung cấp nguyên liệu thô. Một thành viên Quốc hội Nga trước đó cũng nhấn mạnh việc áp giá trần với dầu mỏ Nga là vi phạm nguyên tắc thị trường. Hôm 2 tháng 12, EU cùng các nước thuộc nhóm G7 và Australia đã nhất trí áp mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng đối với dầu mỏ của Nga, dự kiến bắt đầu sớm nhất từ ngày 5 tháng 12 tới. Các nước trên cũng cho biết có thể cân nhắc thêm các hành động để đảm bảo hiệu quả của việc áp giá trần, nhưng không nêu cụ thể các hành động này. Phiên họp kéo dài 5 ngày về ô nhiễm nhựa của Liên Hiệp Quốc vừa khép lại tại Punta del Este, Uruguay. Đây là phiên họp đầu tiên trong 5 phiên họp được lên kế hoạch nhằm đi đến một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa toàn cầu. Khoảng 2.000 chuyên gia đại biểu về môi trường từ hơn 160 quốc gia đã tham dự cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến. Mục tiêu của Liên Hiệp Quốc là sau 5 phiên họp, các bên có thể đạt được thỏa thuận đầu tiên mang tính ràng buộc về mặt pháp lý về ô nhiễm nhựa trước cuối năm 2024. Hơn 40 quốc gia, trong đó có các nước thành viên Liên minh châu Âu, Thụy Sĩ, Ghana và chủ nhà Uruguay, muốn hiệp ước dựa trên những biện pháp bắt buộc toàn cầu, trong đó có việc giới hạn sản xuất. Trong khi đó, các quốc gia sản xuất nhựa và dầu khí, trong đó có Mỹ và Ả Rập Xê Út, ủng hộ việc các quốc gia đưa ra cam kết của riêng mình thay vì thực hiện những cam kết chung toàn cầu. Joshua Baca, Phó Chủ tịch Bộ phận Nhựa Hội đồng Hóa học Mỹ, cho biết họ sẽ không ủng hộ việc hạn chế sản xuất nhựa để đạt chỉ tiêu như các quốc gia mong muốn. Dự kiến, phiên họp tiếp theo sẽ diễn ra vào mùa xuân năm 2023. Iran thông báo đã khởi công xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới ở tây nam nước này, gần biên giới với Iraq. Thông báo này được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi Iran tuyên bố bắt đầu sản xuất urani làm dầu ở mức 60% tại cơ sở hạt nhân dưới lòng đất Fordo. Nhà máy điện hạt nhân mới của Iran có tên Karun, nằm tại tỉnh Khuzestan. Nhà máy có công suất 300 MW và sẽ được xây dựng trong 8 năm với chi phí dự kiến khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Iran hiện có một nhà máy điện hạt nhân tại thành phố cảng Bushehr ở miền Nam, bắt đầu hoạt động từ năm 2011 với sự hỗ trợ của Nga. Hôm 22 tháng 11, truyền thông Iran đưa tin nước này đã bắt đầu quy trình làm giàu urani ở mức 60% tại cơ sở hạt nhân Fordo và đã gửi thư tới Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA để thông báo việc này. Ngày 20 tháng 12, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết hai bên đang bất đồng ý kiến về các cam kết của Tehran đối với IAEA. Iran đã thông báo với chúng tôi họ đang tăng gấp 3, không phải gấp đôi mà là gấp 3 cấp độ làm giàu urani lên 60%, tức là rất gần với mức 90% để có thể sản xuất vũ khí. Theo thỏa thuận năm 2015, Iran chỉ được làm giàu urani ở mức 3,67%. Thỏa thuận này rơi vào bế tắc sau khi Mỹ rút lui vào năm 2018 và đến nay vẫn chưa được khôi phục dù các bên tham gia đã đàm phán nhiều vòng. Với sự gia tăng chóng mặt của chi phí năng lượng, khí đốt và điện, mỗi kilowatt điện được cân nhắc tại trường trung học Anita Conti ở Bruges, gần Rennes, phía tây nước Pháp. Mục tiêu chính là có nhiệt độ trong lớp học không quá 19 độ C và 16 độ C ở những khu vực chung như là hành lang hoặc nhà vệ sinh. Dừng đồng hồ, rút ngắn thời gian chiếu sáng hoặc tối ưu hóa hệ thống sưởi. Tại trường trung học Anita Conti ở Bruges, gần Rennes, tất cả các khoản tiết kiệm năng lượng đều được khuyến khích với sự trợ giúp của các kỹ thuật viên chuyên ngành từ vùng Bretagne. Chúng tôi đã cắt 21 đồng hồ chạy 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm với mức tiêu thụ 11 W mỗi ngày, tức là tiết kiệm được 800 euro mỗi năm. Ở các hành lang, bộ hẹn giờ đã được chỉnh sửa lại và đèn sẽ tắt sau 3 phút so với 5 phút trước đây. Ngoài ra, với sự trợ giúp của phần mềm, mỗi bộ tản nhiệt đều được trang bị các đầu ổn nhiệt, sẽ ngắt nguồn cấp nước nóng khi nhiệt độ đạt đến ngưỡng giới hạn. Mỗi người cố gắng tiết kiệm năng lượng theo công việc và ý thức của mình. Buổi sáng, không bật máy quá sớm, không để đèn trong tủ lạnh mà không có đồ bên trong. Ưu tiên thực đơn tiêu thụ năng lượng ít hơn, chẳng hạn như khoai tây nướng hơn là khoai tây chiên. Tác phẩm Hành trình tử thần ghi chép từ nước Anh của nhà báo Đào Duy Bình hiện đang công tác tại báo Tuổi Trẻ vừa được nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến quý độc giả tại đường sách Nguyễn Văn Bình.
Đây không chỉ là phóng sự điều tra của một nhà báo, mà còn là tài liệu xã hội học đáng tin cậy, cung cấp những trường hợp điển hình cho các nhà khoa học và những ai thực sự quan tâm đến một trong những vấn đề toàn cầu ngày nay, di cư và hội nhập. Hành trình tử thần ghi chép từ nước Anh bắt đầu từ tấn thảm kịch ngày 23 tháng 10 năm 2019, khiến cả thế giới rúng động khi phát hiện thi thể 39 người Việt trong một container đông lạnh tại khu công nghiệp Watergate, hạt Essex. Và khép lại là sự kiện tiếp tục làm chấn động nước Anh hôm 7 tháng 5 năm 2022, khi một xưởng gỗ ở khu nhà Bismarck House Mill tại Oldham, Manchester bị cháy với 4 người Việt mất tích, mà mọi hướng điều tra đều dẫn đến nạn buôn người. Sự kiện 39 người Việt thì như mọi người đều biết, đó là một cái sự kiện bi thảm. Nó không chỉ làm rúng động nước Anh, châu Âu, Việt Nam mà cả thế giới nữa. Thì dĩ nhiên khi chúng ta tiếp cận với cái sự kiện này thì chúng ta tiếp cận với tư cách đó là tình đồng bào, đó là sự sẻ chia, sự cảm thông. Nói cho cùng thì 39 người Việt đó họ đã tử nạn thì họ đi tìm cái cuộc sống tốt đẹp hơn để trở thành quê hương. Thì khi mà tôi tiếp cận với cái góc nhìn như thế, với cái suy nghĩ như thế, thì khi tôi đặt bút viết thì những cái ngôn từ, những cái lời lẽ đó chia sẻ họ với tận cùng tận trái tim của mình. Như một bức tranh thanh tả, cận cảnh và sống động về thực tế diễn ra trong cuộc sống những phận người nơi đất khách, chứ không chỉ là những tấm hình lung linh trên mạng xã hội, những đồng tiền gửi về quê nhà hay những lời chào mời ngon ngọt hấp dẫn rằng ở đây dễ kiếm tiền lắm. Tác phẩm đã dựng lại chi tiết với những bằng chứng xác đáng về con đường thống khổ, có lúc hiểm nguy, có lúc tủi nhục mà mỗi nạn nhân đã phải trải qua trên con đường mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, dù họ phải đánh đổi bằng tiền bạc, sức khỏe, hạnh phúc, bằng nước mắt, máu và thậm chí cả sinh mạng của mình. Cuộc sống của những người nhập cư bất hợp pháp đó thì rất khó khăn về tình cảm, về tinh thần. Những người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp của mình ở Anh Quốc, họ không tiết lộ thân phận. Vậy mà để tiếp cận họ, để gần gũi với họ, để họ có thể kể những câu chuyện của họ đối với mình, đó là cả một quá trình lâu dài để tạo dựng mối quan hệ. Các nhân vật trong cái cuốn sách đó thì một số cũng là nhân viên của tôi, mình cứ giúp để cho làm. Rồi trong thời gian làm đó thì các em kinh nghiệm bây giờ có đồng hành để được xin được giấy tờ định cư đó, cũng có công ăn chuyện làm ổn định. Mang đến những trang sách lôi cuốn và xúc động bằng tâm huyết và thực hiện trong vòng 12 năm với 4 lần đến nước Anh và nhiều chuyến trở về đất Việt. Đây cũng là những chia sẻ, cảm thông, đồng thời là lời cảnh báo, những góc nhìn và cả những câu hỏi chưa có lời đáp về một hành trình đáng lý không nên có trên con đường mưu cầu hạnh phúc của mỗi người. Còn cuốn sách tôi cũng muốn nói rằng là có lẽ con đường đi bất hợp pháp thì chúng ta nên suy nghĩ lại. Thì ở đó có những bất chắc, những hiểm nguy, có khi chúng ta sẽ đánh đổi bằng tính mạng. Và chúng ta có nên đặt hỏi là liệu chúng ta có xứng đáng để chúng ta đánh đổi tính mạng hay không. Nhà báo Duy Bình đã tiếp cận rồi để cho những cái người xa xứ có một cái tâm tư như mình được, có một cái nỗi niềm mà thoát ra được những cái mình qua xứ lạ quê người mà không có người đồng hành hay người chia sẻ đó. Thành ra mọi người rất là cảm kích. Ngoài ra, cuốn sách như một lời tri ân bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với sự hy sinh, đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, luôn hướng về gia đình, người thân, đồng bào của hàng triệu người nhập cư Việt Nam trên khắp thế giới. Văn phòng đại diện phía Nam Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức buổi tập huấn trao đổi kinh nghiệm về công tác đối ngoại nhân dân và nghiệp vụ xây dựng lực lượng cho các tổ chức thành viên Liên hiệp hữu nghị các tỉnh phía Nam năm 2022. Buổi tập huấn lần này tập trung vào 3 nội dung chính: định hướng công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới, một số nội dung trọng tâm trong năm 2023, tình hình công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và định hướng yêu cầu đặt ra với các liên hiệp địa phương, kinh nghiệm xây dựng, tập hợp lực lượng và tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân.
Đây là dịp tạo điều kiện cho lãnh đạo, cán bộ, các tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp Hữu nghị các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, hỗ trợ nhau cùng đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường hiệu quả công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài, nâng cao chất lượng các hoạt động và phương thức xây dựng lực lượng của các tổ chức thành viên. Hội Doanh nghiệp quận 8 đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027. Với phương châm kết nối cùng phát triển, Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp quận 8 khẳng định quyết tâm thực hiện 3 công trình, 7 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục thể hiện vai trò tập hợp và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ này. Công trình đầu tiên là bộ nhận diện giới thiệu logo mới của Hội Doanh nghiệp quận 8, thể hiện và nâng cao tính chuyên nghiệp, góp phần quảng bá hoạt động của Hội Doanh nghiệp quận 8 và doanh nghiệp thành viên. Công trình thứ hai là thành lập quỹ vì bình yên cuộc sống nhằm mục đích khen thưởng, động viên, hỗ trợ, chăm lo cho các tập thể cá nhân trong quần chúng nhân dân, lực lượng an ninh cơ sở và lực lượng vũ trang tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần xây dựng quận 8 trở thành một quận văn minh, an toàn, đem lại bình yên cho cuộc sống. Công trình thứ ba là ra mắt cẩm nang doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh quận 8, gồm có 70 trang với thiết kế đẹp, gọn, dễ sử dụng, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ thương mại, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận 8. Cẩm nang này sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh kết nối, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, khẳng định thương hiệu uy tín của mình với người dân và doanh nghiệp. Chào mừng 19 năm ngày thành lập quận Bình Tân 3 tháng 12 năm 2003, 3 tháng 12 năm 2022 và kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022. Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Tân vừa phối hợp tổ chức lễ cưới tập thể dành cho đoàn viên, thanh niên công nhân và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã đăng ký kết hôn nhưng chưa có điều kiện tổ chức lễ cưới trên địa bàn quận. Có những cặp đôi đã yêu nhau và đăng ký kết hôn 5 năm, 10 năm hay thậm chí hơn 20 năm nhưng vẫn chưa có điều kiện để có một lễ cưới chính thức. Cũng có những cặp đôi chọn dành dụm chi phí chăm lo cho tương lai con cái nên tạm hoãn giấc mơ được một lần làm cô dâu chú rể. Và hôm nay, 10 cặp đôi đoàn viên thanh niên công nhân và hội viên phụ nữ trên địa bàn quận Bình Tân này đã được hiện thực hóa ước mơ ấy hoàn toàn miễn phí. Chờ đợi cũng lâu lắm mới có được không? Khoảng thời gian là 8 năm thì không phải là già, không phải là ngắn nữa. Cho nên là khi mà được tham gia cái lễ cưới tập thể như vậy là chị mừng lắm. Ban tổ chức cũng hấp dẫn tôi là từ quần áo, trang phục, lễ cưới đến trang điểm, vợ chồng rất vui mừng lắm. Trước vợ chưa ước mơ được có cái đám cưới tròn vẹn vậy. Ở miền Tây chồng em thì miền Trung. Gia cảnh của ảnh cũng khó khăn á, cho nên hai bên gia đình cũng xa xôi á, không có tổ chức đám cưới được. Cũng nhờ ban tổ chức và chương trình tạo điều kiện cho tụi em rất cảm ơn và vui hạnh phúc. Tham gia lễ cưới, mỗi cặp được tặng nhẫn, trang phục cưới, hoa cầm tay, trang điểm, quay phim, chụp ảnh, bánh cưới và hai bàn tiệc để mời gia đình, bạn bè, người thân cùng tham dự. Tổng kinh phí tổ chức đám cưới tập thể này là hơn 350 triệu đồng. Họ yêu nhau đã lâu rồi, nhưng mà vì điều kiện kinh phí không có thể tổ chức lễ cưới được. Thì Liên đoàn Lao động quận đoàn cũng như là Hội Liên hiệp Phụ nữ là ông mai bà mối để kết nối và tổ chức lễ cưới cho họ để mong muốn là họ tiếp tục xây dựng gia đình hạnh phúc và có cái cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn và cũng như là nỗ lực hơn trong cái lao động sản xuất. Đây là năm thứ ba liên tiếp các đơn vị cùng thực hiện hoạt động ý nghĩa này với mong muốn phát huy truyền thống, phong tục tập quán dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tuyên truyền sâu rộng trong thanh niên, công nhân, hội viên phụ nữ về ý nghĩa thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và lễ hội. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.